về xúc bến tại nhà đi nha cả nhà. Đấy, giờ tầng lên nè. Ghê hồn cả nhà, lục bình ép ép dữ lắm nó mới qua được, quá trời. Cứng xong rồi. Đấy, chạy mà một người chụp sẽ thắng gỡ ghép. Còn bên đây có người dân xem mà ép lục bình. Quá trời, bèo xong hết trơn nè. Trời đất ngon. Ở nhà nào mà chân lắp ao vườn thì liên hệ bên mình nha. Đó, ao vườn mình đây đang lắp vườn không nè. Đất lên vậy không đó. Đó, trời không có nước luôn. Quá trời đất. Không thấy nước luôn, đất quá trời đất. Lục bình rất là nhiều, kinh nó cạn nữa, thả cái cần khoan xuống mà nó cạn quá trời bây giờ. Đó, cái đường ống mình lên nè, đường ống nè. Quá là trời là nhiều luôn, chạy nó hơi cần xíu cả nha. Đó, đồ đồ lục bình quá trời nè, nguyên một con kênh luôn nha. Đây mình lên cái đầu ống mình chơi xem, mới đầu khui hồng thì nó chạy nó chắc chưa có đạt lắm.